Rồi, trong đây là cái sảnh của khách sạn New World. Chúng ta nhìn ra bên đường là đường Lê Lai. Rồi, cái sự kiện chúng ta nằm ở bên trong đây, trên lầu 1. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Lê Lai, Lê Lai quận 1. Cặp bên hông bên phải chúng ta đây là công viên 23 tháng 9, khu vực B. Khu vực này có cái trạm xe buýt ở đầu này nè ha. Thì hành trình hôm nay em dẫn các bà con mình cùng đi một dọc đường Lê Lai, đi đến khách sạn New World. Nhân tiện hôm nay em có đi cái sự kiện về cái hãng công nghệ lớn nhất nhì thế giới, đó là hãng AMD. Sẵn đây thì em chia sẻ với anh chị bạn những hình ảnh này luôn. Trên công viên 23 tháng 9 này thì ngày nay những cái công trình ở mặt trên công viên đã tháo dỡ ha. Sẵn chia sẻ cho các anh chị bạn xem chơi cho vui, mà cập nhật một số hình ảnh ở Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ là 2 giờ chiều. Hôm nay trời thì không có đẹp cho lắm, trời nhiều mây, u ám lắm. Buổi chiều cũng có nhiều người tập thể dục lắm. Không biết ở nơi các anh chị bạn sống đó, nó có những cái hình ảnh này không ha. Buổi chiều chiều trưa bà con hay tập thể dục ở công viên rồi đi dạo mát. Ở đây có nhóm tùm 5 tùm 7 họ chơi, chắc là chơi xí ngầu, cục xì ngầu ông mê lắc. Đó, cái phần bên đây thì rất là đẹp, cây cối tùm rất là mát mẻ luôn. Nhưng mình đi tới xíu nữa thì có cái phần bên kia, công viên, cái khúc bên kia rất là bừa bộn vì hiện nay đang chắc dự kiến sẽ xây là một cái mỹ quan mới. Thông qua những cái video thì em nhận lại rất là nhiều cái comment của chú anh chị, nhưng mà em sẽ những cái comment đó em sẽ lưu lại, và những cái địa điểm mà các anh chị, cô chú anh chị mình yêu cầu đó thì cho em xin thời gian nha, em sẽ lần lượt đi hết những cái cung đường đó. Bên đây chúng ta có cái ngã ba Lê Lai và Đinh Công Tráng, Nguyễn Công Tráng, còn Đinh Công Tráng thì ở Tân Định. Ở đây có cô bán bánh tráng trộn. Mặt bên kia là đường Phạm Ngũ Lão. Nó bên kia thì có căn nhà cấp 4. Tuy là ở trung tâm nhưng mà cũng có những căn nhà xưa xưa. Còn phần công viên bên đây, sẵn quay cho các anh chị bạn xem chơi, cập nhật hình ảnh về Sài Gòn của chúng ta, cái hình ảnh Sài Gòn thân thương. Phía dưới cái nền này là cái chợ chợ dưới lòng đất. Chúng ta đi theo hướng bên đây, cái bậc thang này
thì xuống ngôi chợ với lòng đất. Còn bên đây thì họ đang giải tỏa nè. Bên kia đường có cái đám tang. Bên thành you go ahead. Okay. Nah, ahead. Thank you. Bên đây những cái nhà mà xưa xưa bên đây có cái nhà nhỏ nhỏ nè, nhà này như bán chim, nuôi chim quá trời luôn. Đây ngày xưa là cái sân khấu bông sen, cái nhà hồng hồng này, cái gì thấy không? Bây giờ vắng lặng rồi. Ở trên thì trước gửi xe nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa ha. Cái lối để gửi xe dưới hầm. Đây, những công tác đập tháo dỡ đang xúc tiến trả lại cái mặt bằng rồi, nhưng mà chưa biết xây như thế nào. Đây để giờ bữa chúng ta xem như thế nào ha. Sẵn tiện đường đi ngang thì em quay một số hình ảnh chút xíu nữa, nếu được chúng ta sẽ xem một số hình ảnh ở trong khách sạn NGUYEN như thế nào ha. Nhưng mà hình ảnh này chỉ mang tính chất tham quan chứ không phải review chi tiết, nên các anh chị bạn thông cảm nha. Tại vì cái sự kiện thì diễn ra ở cái khán phòng thôi, cái phòng họp nhỏ nhỏ trong khách sạn thôi, chứ không phải là cái phòng phòng ngủ, nên nhiều khi mình không có chi tiết hết, chỉ là cái hội trường thôi, hội trường lớn lớn. Rồi chúng ta qua đường nha. Bên đây là đường Nguyễn Thị Nghĩa, và bên tay trái chúng ta có cái bùng binh, ngày xưa là bùng binh Ngô Tùng Châu, bây giờ là Lê Thị Riên ha. Đó, kế bên khách sạn NGUYEN bây giờ có cái tòa nhà nè, tòa nhà AB Tour, tòa nhà này mới thôi. Đây là công viên 239 khu vực A. Khu vực này ngày xưa có rất là nhiều cái tai nạn. Nhớ ngày xưa đi học đi ngang đây thì mấy người ngoắc quá 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 quá. Nói ra không hiểu thì họ hỏi mình có bán xe không. Nhưng mà bây giờ cũng đỡ rồi, cũng sạch sẽ, thoáng mát. Ở bên kia nhà bàng hoàng thì chúng ta thấy đó là cái trường Tellerman, ngày xưa là trường nữ sinh. Bên đây chúng ta thấy có khách sạn NGUYEN nè, bên hông khách sạn NGUYEN. Đối diện khách sạn có một cái nhỉ gửi xe, vỉa hè gửi xe nè.
như đậu ở đây là cũng mấy chục ngàn một tiếng. Rồi chúng ta đi vô sự kiện này nha. Số hình ảnh khách sạn rồi chúng ta xem chơi cho vui. Rồi trong đây là cái sảnh của khách sạn New World. Chúng ta nhìn ra bên đường là đường Lê Lai. Rồi cái sự kiện chúng ta nằm ở bên trong đây, trên lầu 1. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khách quý đang có mặt trong buổi giới thiệu sản phẩm mới của AMD Việt Nam. Cho phép Ngọc Sang được thay mặt cho những người thực hiện chương trình gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì tất cả quý vị khách quý. Đây là một cái bộ máy tính chơi game. Các anh chị thấy bàn phím rất là đẹp luôn. Biết bên các anh chị ở có khi nào mình đi những cái sự kiện này không ha? Rồi một số hình ảnh chia sẻ cùng các anh chị và các bạn trong cái buổi ra mắt sản phẩm ở khách sạn New World. Chút xíu nữa chúng ta sẽ xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi kết thúc sự kiện nha. Lúc nãy hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng VINH LAM TV. Để tiện việc theo dõi và xem lại các video thì các anh chị có thể nhấn vào nút đỏ đăng ký, subscribe và hình cái chuông kế bên cái nút đỏ, để khi mà em có video mới thì các anh chị các bạn sẽ cập nhật nhanh hơn và sớm hơn. Chúng ta đang đi ra cái đường này là đường Phạm Hồng Thái nè. Sẵn cho các anh chị các bạn xem một số hình ảnh ở khu này luôn. Tại vì lúc nãy trong khách sạn thì do mình sự kiện của mình chỉ diễn ra trong cái hội trường nên chúng ta không có được đi lung tung, nên em không có chia sẻ được nhiều với các anh chị và các bạn. Mong bà con mình thông cảm nha. Chúng ta đang đi ở trên lề đường của đường Phạm Hồng Thái và phía trên nó là vòng xoay Ngô Tùng Châu, Võ Tánh, rồi Lê Văn Việt. Và nhìn qua đường có khách sạn Cathay Insurance. Sài Gòn khu vực này thì rất là đẹp ha. Rất là sang trọng. Này có cái chị bán trái cầu rồi móc tay đồ.
ở Sài Gòn có rất là nhiều cái dịch vụ, rất là nhiều cái nghề để mưu sinh ha. Cái gì bán cũng được, thậm chí cái miếng mút cũng bán được. À, bên kia thấy có cái biển quảng cáo vẽ trên tường, chỉ có hàng ngày xưa mới có thôi. Công bình sport, mũ bảo hiểm. À, còn bây giờ thì người ta dán băng rôn không à, ít ai vẽ sơn đó. À, qua khu này là các anh chị chắc có lẽ nhìn rất là quen rồi. À, khu này em cũng quay cũng mấy video ở ngay cái giao lộ Ngô Tùng Châu này rồi. Hôm nay thì bầu trời không được đẹp cho lắm. À, ngay đây có cà phê Starbucks. Và phía sau khách sạn New World. À, chúng ta nhìn qua đây là cái bùng binh. À, bùng binh Ngô Tùng Châu ngày xưa. À, và ở đây có cái cư xá thời xưa nè. À, không biết các anh chị, cô chú anh chị mình có ai nhìn ra không ha. À, mưu sinh phía sau cái nhà chờ xe buýt mà còn bán nước. Đây là cái cư xá nè, cư xá hồi xưa bây giờ cũng là cái chung cư, nằm ngay góc đường Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Nghĩa và Lê Lan. Rồi, số hình ảnh ở đường Lê Lai và Phạm Hồng Thái một chút xíu ở trong khách sạn New World gửi các anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.